Thông tin công khai trên báo Công an Nhân dân, lúc 18 giờ cùng ngày, do mâu thuẫn với con dâu là chị VTH sinh năm 1978, ông Trần Văn Lẹ sinh năm 1960, cùng ngụ tại xã Lai Hòa, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng, đã dùng hung khí chém chị Hát tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, đối tượng Lẹ bỏ trốn khỏi hiện trường, nhưng bị công an địa phương truy bắt khi đang lẩn trốn trong khu vực có nhiều cây cối gần hiện trường. Hiện vụ án đang khiến người dân tại địa phương hết sức bàng hoàng và lo lắng. Đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng công an tỉnh Sóc Trăng đang tiếp tục điều tra làm rõ. Theo điều tra ban đầu của cơ quan công an, nguyên nhân sự việc được xác định là do ông Lệ nhớ lại chuyện 8 tháng trước bị hai con ruột cùng con dâu, con rể đến chòi canh tôm đánh ghen vì cho rằng ông đã có quan hệ yêu đương với một phụ nữ khác. Ngay lúc đó, Lệ đã lấy cây dao phát cỏ đi từ chòi tôm về nhà tìm con ruột là anh Huỳnh Văn Ánh sinh năm 1979 và con dâu là bà VTH để chém cho hả giận vì dám ngăn cản chuyện yêu đương của ông. Tội giết người chưa đạt hay là tội cố ý gây thương tích. Tuy nhiên thì không phải ai cũng phân biệt được sự khác nhau của hai loại tội phạm này. Vậy thì trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu về sự khác nhau của hai loại tội phạm này nhé. Trước tiên thì chúng ta cần phải làm rõ được với nhau rằng hiện nay theo quy định của pháp luật thì chưa có một điều khoản nào định nghĩa cụ thể về tội giết người chưa đạt. Tuy nhiên thì theo Bộ luật Hình sự năm 2015 thì chúng ta có thể hiểu đơn giản rằng giết người chưa đạt là hành vi cố ý thực hiện hành vi giết người nhưng mà không thực hiện đến cùng, hoặc là đã thực hiện nhưng mà vì một lý do nào đó mà mục đích ban đầu không đạt được. Và để có thể phân biệt được tội phạm này với các loại tội phạm khác thì hành vi được coi là giết người chưa đạt cần phải đáp ứng được hai dấu hiệu sau đây. Thứ nhất là người phạm tội đã bắt tay vào việc thực hiện tội phạm, ví dụ như là đã chuẩn bị sẵn dao, súng và đã đâm vào người nạn nhân. Thứ hai là người phạm tội đã thực hiện hoặc là mong muốn thực hiện tội phạm đến cùng nhưng mà hậu quả chết người thì không xảy ra do những nguyên nhân khách quan như là người bị hại tránh được hoặc là được cứu giúp kịp thời. Và tất nhiên rằng theo quy định tại điều 15 Bộ luật Hình sự năm 2015 thì người phạm tội giết người chưa đạt vẫn sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm giết người được quy định tại điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015 với 3 khung hình phạt, với mức phạt nặng nhất có thể là lên tới 20 năm tù, tù chung thân hoặc thậm chí là tử hình. Vậy thì còn về tội cố ý gây thương tích thì sao? Theo quy định của pháp luật hiện hành, tội cố ý gây thương tích phổ biến được chia thành nhiều loại tội danh khác nhau được quy định tại Bộ luật Hình sự năm 2015 như sau. Đầu tiên là theo quy định tại điều 134 là tội cố ý gây thương tích hoặc là gây tổn hại cho sức khỏe của người khác. Thứ hai là theo điều 135 là tội cố ý gây thương tích hoặc là gây tổn hại sức khỏe của người khác trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh. Còn theo điều 136 là tội cố ý gây thương tích hoặc là gây tổn hại cho sức khỏe của người khác do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng hoặc là do vượt quá mức cần thiết khi bắt giữ tội phạm. Và cuối cùng là theo điều 137 là tội cố ý gây thương tích gây tổn hại cho sức khỏe của người khác trong khi thi hành công vụ. Và mặc dù là cùng về một tội cố ý gây thương tích nhưng mà tùy theo mức độ, trường hợp cũng như là tỷ lệ tổn thương của nạn nhân mà lúc này người phạm tội có thể bị áp dụng các mức hình phạt khác nhau, với mức hình phạt nặng nhất có thể là tù chung thân. Và cũng có một lưu ý nho nhỏ đây rằng là cũng giống như phạm tội giết người chưa đạt thì đối với những người chuẩn bị thực hiện hành vi phạm tội là cố ý gây thương tích thì cũng có thể bị phạt cải tạo không giam giữ lên tới 2 năm hoặc là có thể bị phạt tù là từ 3 tháng cho tới 2 năm. Hy vọng qua video ngày hôm nay đã giúp các bạn có thể phân biệt được hai loại tội phạm tội giết người chưa đạt và tội cố ý gây thương tích. Có được gặp người thân trong trường hợp đang bị tạm giam hay không? Chúng ta biết rằng tạm giam là một trong những biện pháp cách ly bị can bị cáo với xã hội trong một thời gian nhất định nhằm ngăn chặn những hành vi trốn tránh pháp luật, cản trở trong quá trình điều tra, truy tố. Vậy liệu rằng đang bị tạm giam thì có được gặp người thân hay không? Đầu tiên chúng ta cần phải làm rõ rằng việc gặp gỡ người thân là một trong những cái nhu cầu chính đáng của con người, và trong đó bao gồm có cả người đang bị tạm giam. Và căn cứ vào luật tạm giam tạm giữ năm 2015 thì có quy định về quyền của người bị tạm giam như sau. Người bị tạm giam tạm giữ sẽ có quyền được gặp thân nhân, được gặp người bào chữa và tiếp xúc lãnh sự. Đồng thời căn cứ vào điều 3 của luật tạm giam tạm giữ năm 2015 này thì có quy định về những cái người thân được gặp gỡ người đang bị tạm giam như sau. Những người thân được gặp gỡ trong trường hợp đang bị tạm giam sẽ bao gồm là ông bà nội, ông bà ngoại, bố mẹ đẻ, bố mẹ nuôi, bố mẹ vợ, bố mẹ chồng, vợ, chồng, anh chị em ruột hoặc là con đẻ, con nuôi, con dâu, con rể với người bị tạm giam, cháu ruột với người bị tạm giam mà người bị tạm giam
là ông bà nội hoặc ông bà ngoại. Tuy nhiên trong trường hợp người thân mà muốn gặp người đang bị tạm giam thì cần phải đáp ứng được những cái yêu cầu và thủ tục được quy định tại luật tạm giam tạm giữ năm 2015 này. Và cụ thể thì sẽ bao gồm: thứ nhất là phải xuất trình được giấy tờ tùy thân và giấy tờ chứng minh được quan hệ với người bị tạm giam. Và các giấy tờ này sẽ bao gồm như sau: có thể là chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc là thẻ căn cước công dân, giấy xác nhận là cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên thuộc lực lượng quân đội nhân dân, công an nhân dân. Nếu mà là người dưới 14 tuổi thì phải có giấy khai sinh và những giấy tờ xác nhận về quan hệ với người bị tạm giam, người bị tạm giữ. Thứ hai là về thời gian gặp mặt đối với người tạm giam. Thì căn cứ vào điều 22 của luật tạm giam tạm giữ năm 2015 và thông tư 34 năm 2017, thông tư của Bộ Công an thì quy định về thời gian được gặp người bị tạm giam như sau: người bị tạm giam được gặp thân nhân một lần trong một tháng, thời gian gặp trong giờ làm việc và một lần sẽ không quá một giờ. Trường hợp người bị tạm giữ chuyển sang bị tạm giam hoặc là người bị tạm giam mà thời gian tạm giam không đủ một tháng trong tháng đó thì vẫn được giải quyết gặp thân nhân một lần. Thứ ba là số lượng người được gặp trong một lần. Theo quy định của pháp luật thì người bị tạm giam sẽ được gặp không quá 3 người thân của mình trong một lần gặp. Còn những trường hợp khác thì cần phải do thủ trưởng của cơ sở tạm giam tạm giữ này quy định. Thứ tư là phải sử dụng tiếng Việt trong việc gặp gỡ đối với người đang bị tạm giam. Căn cứ theo quy định của pháp luật thì trong việc gặp gỡ đối với người đang bị tạm giam phải là tiếng Việt. Còn đối với người là thuộc đồng bào dân tộc ít người hoặc là người nước ngoài thì cần phải có phiên dịch hoặc là cán bộ biết tiếng dân tộc đó hoặc là biết tiếng nước đó. Như vậy có thể thấy rằng người đang bị tạm giam vẫn có cơ hội để được gặp người thân của mình. Tuy nhiên về thời gian gặp, số lượng gặp như nào và những cái thủ tục chúng ta cần làm trước khi gặp đó là gì thì cần phải tuân thủ theo quy định của pháp luật, đặc biệt là tuân thủ theo luật tạm giam tạm giữ năm 2015 và những văn bản liên quan.